Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thị trấn Mù Căng Chải các bạn ạ. Buổi tối hôm nay là đây là video đầu tiên mình ghi lại hình lễ khai mạc Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 năm 2019 ở tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái các bạn nhé. Và cũng kèm theo đó là cái lễ khai mạc mùa vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải ấy. Nên là buổi tối hôm nay thì đầu tiên thì các bạn đang nhìn trước màn hình đó là những cái màn biểu diễn đường phố ở trên thị trấn các bạn ạ. Với rất là nhiều các cái sắc màu, quần áo, trang phục, thời trang, dân tộc vùng cao các bạn ạ. Và một chút nữa thì các bạn sẽ được vào xem những tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc để khai mạc Tết Độc Lập buổi tối hôm nay các bạn nhé. Bây giờ thì đang diễu diễn ở ngoài đường phố thôi, với các chàng trai, cô gái, người Hơ Mông rất là xinh gái. Quay ngược sáng nó hơi tối một chút các bạn ạ. Đây các bạn, sau khi mà cái lễ diễu diễn đường phố ở phía bên này này, lúc nãy vừa diễu diễn ở bên này nhá, sau khi các bạn biểu diễn xong thì mọi người đã tập trung hết sang bên này để xem những cái tiết mục văn hóa văn nghệ được tổ chức ở trên sân khấu này. Và lễ khai mạc sẽ được diễn ra ở ngay trên này các bạn nhé, ngay sân vận động này. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi khám phá một chút về cái chợ đêm ở trên Mù Căng Chải, xem có những cái gì đặc sắc. Xin mời tất cả các bạn cùng theo chân. Ở đây thì hiện tại thì rất là đông người du khách, rồi là các bạn nam, bạn nữ rất là xinh gái, người bản địa ở đây các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn thấy không? Rất là xinh gái luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang bên này nhé, để xem tham quan xem cái dãy hàng chợ đêm ở trên Mù Căng Chải xem có những cái gì. Thật sự là mình cảm nhận cái chợ vùng cao ở ban ngày nó có một cái nét gì đó khác với chợ ban đêm. Ban đêm thì thấy rất là đông các cái đôi trai gái ở trên vùng cao đi dạo chợ và cùng dắt tay nhau đi xem những cái gian hàng này, cũng khá là hay các bạn ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái gian hàng đầu tiên để xem ở trên. Em chào anh chị nhá. Vâng, ở gian hàng đầu tiên này thì các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái lọ rượu ngâm táo mèo các bạn ạ. Anh ơi, cho em xin phép quay một chút nhé. Vâng, vâng. Đây là táo bông. Mẹ, em cứ gọi quen là táo mèo. Đây này, các cái mặt hàng này rất là nổi tiếng ở trên Mù Căng Chải các bạn ạ. Cái rượu này nó uống, như hôm qua hôm kia mình làm cái video mà ở nhà mình ấy, có uống rượu táo mèo này, thì đây quay tận mắt cho các bạn xem nhé. Cái này là ngâm lâu rồi thì nó có cái màu hơi vàng một chút. Đó, còn bên dưới này là cái gì đây anh? Đây rượu ngâm thảo quả, thảo dược, thảo quả. À, thảo quả. Rồi. Măng ớt. Toàn những đặc sản ở trên này đấy nhỉ? Vâng. Em cảm ơn nhé. Em đi sang bên này chơi chút. Vâng. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi sang bên này. Em chào anh nhá. Ui. Vâng.
Ở đây bánh rời mù căng trải đấy các bạn ạ. Lúc nãy mình thấy các anh các chị vừa mới giã ở bên phía bên ngoài này, nhưng mà bây giờ đã hoàn thành được cái bánh này, ngon chưa? Ngon rồi. Bánh này là triển lãm hay là để bán hả chú? Bán. À anh. Bán. À thì ạ. Bao tiền một cái nhỉ? 20.000 cái. 20.000 cái à? Em bán không? Chị có thể thử chấm mật ong này ngon lắm. Thử đi. À, bán cho em một cái để thưởng thức cho các bạn cùng xem. Hôm nay thì mình có đi cùng em Dần các bạn nhé. Em gái rất là xinh ở trong phim mình đã rất là lâu rồi đấy. Đấy, thử đi. Mình thử một cái bánh dày đặc sản ở trên Mù Căng Chải các bạn ạ. Chấm với chấm mật ong à? Vâng, chấm mật ong ngon lắm. Thế à? Ồ, cũng đang đói. Đâu thử em nào. Ồ, cái chất bánh rất là dẻo các bạn ạ. Hay nhỉ. Bánh chấm mật ong. Chưa ăn bao giờ luôn. Nó khá là thơm. Ngon các bạn ạ. Ăn hay phết, cho anh một miếng nữa. Cắt như này này. À thế à? Cắt như này. Cắt. Đâu anh cắt hộ em lại một cái. Như này nhá, cái cắt bánh dày như này nhá. Vâng. Có thể chia được cho rất nhiều người như này. Rồi. Này. Sau đó mình cầm như này thôi, hai tay cầm này. À. Đấy. Rồi. Không dính gì. À không dính gì. Đấy, như này luôn. À hay nhỉ. Sau đó ăn thì mình cắt miếng một ăn này. Rất okay. Ngon luôn. Vâng. Chấm rất ngon. Chấm cái mật ong, cái này là mật ong, này là mật ong rừng đấy các bạn ạ. Ăn nó có cái vị rất là ngon. Đúng rồi. Ngon lắm. Em ơi, gửi tiền cho anh. Cảm ơn anh nhá. Mày lên nhá. Đấy, vừa rồi thì mình đã mua một cái bánh dày. Đã thưởng thức rồi, rất là ngon luôn. Ok, tiếp tục chúng ta vào tham quan cái gian hàng này nhá. À, bên này thì các bạn có thể nhìn thấy là những cái trang phục của người đồng bào dân tộc Hơ Mông này. Vâng, rất là nhiều luôn, đầy đủ luôn các bạn ạ. Còn phía bên dưới này thì các cụ có bán những cái mặt hàng về đồ khô ấy. Ví dụ như là thuốc bắc này, rồi là rượu ngâm này. Cái này là toàn thuốc hết các bạn ạ. Đây, thuốc bị đau, viêm, gan, khớp, thuốc ôi mình vẫn chưa dịch ra cái này, bị đau gan à, đau gì ấy, viêm gan, khớp, túi 100k nhé, 100k một túi này, đấy những cái mặt hàng thuốc rất là giá trị ở trên này. Chúng ta sẽ tiếp tục sang bên này nhé. À, bên này chúng ta lại bắt gặp một cái đồ vật mà rất là nổi tiếng ở trên Tây Bắc, mà nhất là của người đồng bào dân tộc Hơ Mông. Em chào anh nhá. Anh cho em quay một chút cho các bạn xem cái dao mèo ở trên Mù Căng Chải các anh một chút nhé. Vâng, cảm ơn anh. Đây các bạn ơi, đây là những con dao của người Hơ Mông người ta đánh, mà thường người ta gọi là dao mèo đấy. Của người Hơ Mông người ta rèn với cái chất liệu rất là tốt từ thép và cái than củi người ta dùng bằng một những cái gỗ quý như là gỗ sến, táu, lim. Để mà ra được một con dao này thì rất là nhiều công đoạn, 1-2-3 ngày mới ra được một con dao này. Và hình thức của nó rất là đẹp các bạn ạ. Đây. Thật sự mình cũng rất là thích dùng những cái con dao này luôn. Đây cho các bạn xem này. Rất là đơn giản thôi. Ui nặng lắm. Cái vỏ dao này chắc người ta chú ơi, cái vỏ này bằng cái gỗ gì mà nó nặng? Gỗ gì? Gỗ sục. Sục á? Sục à? Cái loại này chắc là không mối mọt đúng không? Vâng, mối mọt cái này đông cú này đánh xì không? À. Đây, rút được dao ra, con dao này rất là nặng các bạn ạ. Dao này chặt được cả xương xương ống, xương yết có chặt được hết đúng không? Cả cây tre hết được hết. Cây tre đều chặt được à? Không mẻ đúng không? Không mẻ. Mấy bác chết được hết. Vâng. Quá là tuyệt vời luôn. Ngày mai ra làm con về làm kỷ niệm. Đây và chúng ta tiếp tục sang bên gian hàng bên này. Hình như bên này mới là một cái gian hàng mà bán rất là đầy đủ các cái trang phục của người Hơ Mông ấy các bạn. Rất là nhiều luôn.
Ơi, bên này còn bên này các em gái hâm bông đang thử những chiếc mũ rất là đẹp các bạn ạ, rất là xinh gái luôn. Em ơi, anh quay một tí, giống gái hâm bông quá, đẹp quá, tuyệt vời đấy. Cảm ơn nhé, anh đi sang này tí. Bên này là gì đây? Tức là mọi người mua hàng ở đây rất là đông các bạn ạ. À đây, đây là cũng là chuyên gia rượu này. Vừa nãy thì các bạn nhìn thấy cái táo mèo mà nó có màu hơi tối ấy, thì đây là cái mà táo mèo ngâm tươi các bạn nhé. Bình táo mèo ngâm tươi này này. Anh ơi, cho em hỏi là cái rượu táo mèo của anh ở đây là bao nhiêu tiền một lọ này ạ? À, lọ 3 lít à, 160.000 một lọ. Uống đảm bảo đấy nhỉ? À, gia đình mình nấu à? Rượu này là rượu ngô hay là rượu gạo à? Rượu thóc à? À, rượu thóc, rượu thóc. Ôi, anh này anh còn đang thổi khen này, nghe hay thế. Được đấy nhỉ? Thổi được luôn anh. Khen này. Đây, nghe luôn chàng trai hơm ông thổi khen các bạn ạ. Ôi cái này ngồi chỗ nào tĩnh tĩnh nhỉ? Thổi hay lắm đấy. Cảm ơn anh nhá. Em đi sang bên này tí. Ủa, phải nói là cực kỳ đông luôn trên tuyến đường này, giống như kiểu chợ đêm ở Sapa các bạn ạ. À, vào bên này thì các bạn bắt gặp những cái đặc sản của Tây Bắc mà Mù Cang Chải. Đây là cái mật ong rừng anh nhỉ? Mật ong rừng các bạn ạ. Nhìn rất là màu, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đây. Màu mà nó không kết đũa ở dưới. Cái mỏng này bán bao nhiêu đấy? Rất là đầy đủ các mặt hàng luôn các bạn ạ. Đi cái cảm giác đi chợ đêm này phải nói là rất là thích. Ở bên này thì bên này có bán những cái đồ cái gì nhỉ quên mất rồi. Hoa hồi, thảo quả đúng không? Thảo quả. Giờ tiếp tục đi sang bên này xem nào. Bên này là bên chị. Đêm này thì cũng mật ong. Mật ong rất là nhiều. Chè. À, các loại chè ở trên vùng cao ấy. Chè người Hâm Mông ấy. Người ta trồng ở những cái khu vực rất là cao các bạn ạ. Đây, vào xem cái gì đấy. Ô, cái gì lạ này. Anh ơi, cho em hỏi cái gì, củ gì mà lạ này? Khoai nưa. Khoai nưa. Khoai. Khoai nương à? Khoai nương. Khoai nưa. 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 Không phải nương à? Khoai nưa. À, khoai nưa. Nưa. Tức là tiếng đấy là tiếng Mông hay tiếng phổ thông? Đây một cái này. Bao nhiêu tiếng? Đây là tiếng phổ thông mình luôn ạ. Tiếng phổ thông luôn á? Nưa là tiếng phổ thông luôn à? À thế à? Đây mình. Tiếng Mông gọi là. Tiếng Mông gọi là gì? Tỏ phứ. À, thật sự là em chưa nhìn thấy cái củ khoai này bao giờ luôn. Thật, từ bé đến bây giờ năm nay gần 30 tuổi rồi nhưng mà thật sự luôn chưa nhìn thấy bao giờ. Ăn ngon không anh? À, tùy sở thích ạ. À, tùy sở thích. Ngon à? Ăn là nhất nhất à? Còn đây là quả thảo quả đúng không? Thảo quả. Toàn những mặt hàng đặc sản thôi còn gì. Bên này thì chị có cái hoa gì đấy? Hoa cống rừng ạ. À. Hoa cống rừng á. Hoa gì? Cống rừng á. Cống rừng á. À. Cống. Cái này ngon hơn là quả mình trồng. Cái mình trồng ấy anh. Cống rừng gọi tiếng Kinh là cái gì nhỉ? Đây gọi là tiếng Kinh luôn, mà cũng là tiếng Mông. À. Cống rừng luôn à? Gừng. Cái này có tác dụng gì anh? À không. Cái này dùng để ăn. Có tác dụng gì đâu ạ? À ăn như kiểu rau thôi gì? Ăn gọi là ăn thời bữa luôn. À. Rồi. Xào lên. Có vị thơm, có thể gia vị nộm. À thế à? Ủa, đúng là những cái mặt hàng này mình thật sự là chưa được ăn bao giờ luôn. Quả này thì muối với măng ớt rất là ngon. Đúng rồi. À thế à? Thế thì mai làm một ít về để ngâm lọ măng ớt em ạ. Còn đấy,
Em cảm ơn anh chị nhá. Vâng. Mai trưa mai em quay lại nhá. Chào. Vâng. Bên này. Bên này có cái gì đây? Ui. Thanh niên cảnh sát giao thông đang kéo nhị rất là hay. Bên này các bác nào muốn biết chơi được cái nhạc cụ này cũng khá là hay các bạn ạ. Rất nhiều các loại nhạc cụ, ví dụ như khèn bông này, kháo nhị này, tiêu này. Chủ kênh gái bản phải đứng hình luôn khi các em gái rất là xinh đi chợ. Wow, bên này là các em gái hơ mông đang bán cái mặt hàng gì đấy, anh chào em nhé. Ừ, có cái mặt, có cái gì đấy à, em bán túi lưu niệm à? Trước đã có tiền à, thì em bán cái hộp này là cái gì đấy? À, gạo xén củ à? Bao nhiêu tiền một túi này? Bao tiền một túi em? 5 cân anh ơi. 5 cân. Bao nhiêu tiền? 15.000 một cân ạ. 15.000 một cân à? Thế là 150. Cũng hợp lý thôi nhỉ? Nhưng mà xén củ chuẩn thì hợp lý thôi. 5 cân hay 10 cân à chị? 5 cân. 75.000 à? 75.000. Một yến thì mới có 150. Không biết có ngon thật không? Nếu ngon thì không phải vấn đề. Xén củ thật thì là ngon đấy. Nếu mà xén củ chuẩn. Cái này nhưng mà anh chị cũng ở chợ để sợ nó lắm. Ăn nó kiểu gì? Nó cũng chẳng có mùi thơm. Nấu lên họ bảo giá có mùi thơm thì... Nấu lên cũng như gặp thường thôi, không thơm. Nhưng cả. Cái này có chuẩn không? Chuẩn à? Chuẩn à? Không chuẩn anh lấy về làm vợ nhé. Cao thì chuẩn nhưng mà cưới vợ thì không được. À, cưới vợ thì không được à? Tưởng không chuẩn thì anh bắt đền anh lấy luôn về chứ lại. Em gì cưới được. Ok, xin cảm ơn em. Đây và tiếp tục sang bên này thì mình xin giới thiệu với các bạn là lúc nãy mình cũng đã chỉ cho các bạn là những cái bình rượu táo mèo ấy. Thì đây là cái táo mèo tươi các bạn nhé. Ở trên này thì người ta đóng gói thành từng túi như này, bán cho du khách các bạn ạ. Ở bên này cũng có cả rượu nữa. Chú ơi cho cháu quay xem một chút cái táo mèo nhé. Đây cái táo mèo tươi đây các bạn này. Táo này rất là ngon luôn. Wow, này vừa thu mua về các bạn ạ. Còn tươi nguyên luôn. Bắt nét. Máy mình bắt nét hơi kém nhỉ. Đấy. Đây quả táo mèo đấy nhá các bạn nhé. Lá đây này. Lên đây thì các bạn có thể mua về để mà ngâm rượu này, hoặc là về biếu gia đình, hay là để ăn cũng được. Nó chua, nó có vị vừa chua vừa chát các bạn ạ. Ăn cũng khá là đặc biệt, nhất là phụ nữ, con gái hay ăn những cái đồ vật này các bạn ạ. Ok, sau khi mà chúng ta tham quan những cái gian hàng bán đặc sản ở trong chợ thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang phía bên ngoài này. Rất là nhiều các cái món ăn ẩm thực, nhất là cái đồ nướng đặc sản ở trên Tây Bắc các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ, bây giờ mình và em Dần sẽ vào một cái quán nào đó để thưởng thức cái đồ nướng ở trên vùng cao các bạn ạ. Ở bên kia vắng hơn. Bên này đông quá ổn. Thật sự mà các bạn mà lên du lịch ở trên vùng cao, trên Tây Bắc ấy, nhất là các cái khu vùng xứ lạnh như là Bắc Hà này, Sapa, Mù Cang Chải ấy, những cái khu mà nó mát mát một chút ấy thì nên đi thưởng thức những cái những cái món ẩm thực đồ nướng ở trên này các bạn ạ. Người ta có một cái gia vị nó khác một chút so với ở miền dưới. Nó gồm những cái gia vị mà đặc trưng ở trên này này, người ta ướp ăn nó cũng khá là ngon, cay hơn so với những cái món ăn ở dưới kia các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Ăn cái gì được em? Hả? Ui, chân gà có ít đấy, anh cũng thích ăn chân đâu. Lưỡi, phải không? Đây không phải chân gà rút chị ơi. Chân gà rút à? Chị có cái gì mà ăn hay hay đặc sản ở trên này không? Toàn đây là toàn những món đặc sản ở đây này. À, ở đây thịt bò à?
Đây thì bỏ thịt lợn đi ạ. Rồi. Cho em hai cuốn. Hai xiên. Cái này là cái gì nhỉ? Đây là lòng khô. Thế là mấy chân gà kia thôi, ăn chân gà kia. Cái này ngon lắm chị ạ. Cái này giòn rất ngon. Cái này ngon lắm. Người đẹp bán hàng xinh nhất chợ chợ đêm. Tôi được rồi, ăn cái kiện được rồi. Cho em hai người ăn thôi. Bốn cái đi, anh cũng thử ăn xem như nào. Lúc nãy không thích nhưng bây giờ thấy thơm thơm thích. Đấy, cô bán hàng xinh quá. Có coca không? Cho anh hai lon coca em nhé. Một cái cảm giác khá là ấm cúng các bạn ạ khi mà đi đến đây. Đây mọi người, kể cả những người bản địa ở đây, người ta đến giá à thế à. Vâng, em cảm ơn nhá em. Vâng, hôm nay mình quay lại Mù Căng Chải đây. Vâng vâng vâng, đúng rồi, em kênh gái bản đấy. Vâng vâng vâng, em cảm ơn nhá. Dạ, coca hay coca là một đĩa chân gà và một đĩa thịt lợn cuốn cải các bạn ạ. Chắc là cũng giống như cái mọi quán ấy ở dưới kia thôi, quán đồ nướng ở dưới kia thôi, nhưng mà cái cảm giác mình hưởng thụ cái cảm giác với cái không gian ở đây. Thế anh cảm ơn. Ngon không? Đang đói. Thật ra là anh em hôm nay tôi đi từ 7:30 tắm rửa, đi lên đây cũng khá là muộn, hôm nay là trời rét mà, nên là đi lên đây rất là muộn, tắm rửa xong là đi quay luôn nên là đói. Mà may lúc nãy vào trong trong quán ấy thì cô có mua một cái ấy chứ nhỉ, mình mua một cái bánh, đây là mua không phải là cho, mua một cái bánh dày. Đấy, bây giờ về thưởng thức cùng cái hai đĩa đồ nướng này các bạn ạ. Lúc nãy là khi nữa rau cải sẽ ra. Em béo vàng. Anh ơi, ngồi tạm em vào mình một tí nhá. Chân ngon phết nhỉ? An toàn thì để còn không thì ngon. Cái rau cải chân này ăn nó có một cái kể nó nhỉ? Người ta gọi là cải mèo các bạn. Ăn nó khá là ngon nhé. Hơi cay cay, đắng một chút nhưng mà nó có một cái vị gì đó khác với rau cải ở nhà mình các bạn. Ngon lắm. Nếu mà bạn nào mà lên Sapa ấy để mà thưởng thức các cái ẩm thực thì bạn nhớ mà ghé vào những cái quán ăn đêm như thế này, kể cả lên đây nhé. Tại vì cái không gian buổi tối này nó mát lắm. Mát so với ở dưới miền xuôi mình rất là nhiều các bạn ạ. Hôm nay tôi mặc hai cái áo mà đi qua đèo rét rung cầm cập luôn, cả một áo mưa nữa, quá rét luôn. Lên đây tối thì mặc áo cổ tay này thì se lạnh, như kiểu cảm giác mùa thu của mình ạ. Và vừa rồi mình đã đưa các bạn đi tham quan khám phá hết những cái gian hàng ở trên thị trấn Mù Căng Chải này về buổi đêm các bạn nhé. Và tiếp tục thì mình cũng đã đưa giới thiệu cho các bạn về các cái món ăn ẩm thực ở trên huyện Mù Căng Chải này. Nếu mà các bạn có dịp mà ghé qua hoặc là lên đây thì có thể là đi qua những cái gian hàng chợ ấy để mua những cái phần quà lưu niệm về cho gia đình và tiếp tục là thưởng thức những cái món ăn rất là đặc sắc ở trên Mù Căng Chải các bạn ạ. Nên video tôi xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn thấy hay, thấy thú vị thì hãy ủng hộ mình bằng cách là subscribe và nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới hay hấp dẫn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.